vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, lời khai của nghi phạm. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube Báo Điện Tử Dân Việt. Thưa quý vị, những năm gần đây đã xảy ra một số vụ việc bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận. Lợi dụng sự ngây thơ, non nớt của các em, nhiều bé đã trở thành nạn nhân của bọn bắt cóc để nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, một bé trai đi xe đạp ở khu đô thị quận Long Biên, Hà Nội, bất ngờ bị người đàn ông bắt cóc đưa vào ô tô và đòi gia đình nạn nhân 15 tỷ đồng nếu muốn chuộc con. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị bắt sau 10 tiếng gây án. Sáng ngày 15 tháng 8, các đội nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội trực tiếp do lãnh đạo Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm bắt cóc bé trai ở khu dân cư thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên vào tối 14 tháng 8. Danh tính của nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 8, đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên tiếp nhận tin báo của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Chiến và chị Đào Thị Huyền, chú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, về việc một đối tượng gọi điện thoại cho biết đã bắt cóc con trai họ là cháu Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2016, đòi tiền chuộc là 15 tỷ đồng ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Đức Trung và trắng đêm lần theo dấu vết của đối tượng. Theo cảnh sát, do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu nên vào tối 14 tháng 8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hương, quận Long Biên để tìm kiếm con mồi. Nơi này được cho là khu nhà giàu, được chủ đầu tư lắp đặt nhiều bốt bảo vệ, có người trực 24 trên 24. Tới khoảng 19 giờ cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện cháu NTC, 7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7, đang đạp xe, nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô. Sau khi bắt cóc cháu C, Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc truy bắt nghi phạm gây án. Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết, xác định nghi phạm chung chở theo chó bé và di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, sau đó đến cuối là tỉnh Hà Nam. Tới khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng đang khống chế cháu C. Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, đã bắn vào đùi phải của chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên thành phố Hà Nội. Cảnh sát sau đó cũng đã giải cứu thành công cháu C và trong sáng cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn cảnh sát đã di lý đối tượng Nguyễn Đức Trung về phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết có ít nhất có 3 nhân chứng cho biết kẻ bắt cóc đã rình rập theo dõi khu vực BT7 nhiều ngày. Một nhân chứng kể, nó đi trước Kia Morning biển 29A. Từ thứ Bảy tuần trước ngày 12 tháng 8, chiếc xe đã đỗ ở khu vực này. Trong khi đó, một cư dân tại BT7 cho hay, bà đã có nghi ngờ về đối tượng này khi hắn ta ngồi nhiều giờ trên ô tô, không di chuyển, nó ngồi trong ô tô nhưng đội mũ đeo khẩu trang kín mặt. Nhân chứng nói và cho biết đã từng báo bảo vệ kiểm tra xem đó là ai. Theo nhân chứng, đến khoảng gần 19 giờ, bé trai bị bắt cóc đưa lên ô tô. 12 phút sau, gia đình nhận điện thoại của đối tượng. Hắn thông báo gia đình phải đưa hơn chục tỷ đồng để chuộc con. Nhân chứng kể, ban đầu bố mẹ cháu bé còn tưởng có đối tượng gọi trêu vì ngay vừa nãy vẫn còn thấy con trai đang đạp xe. Sau khi tìm con không được, họ mới tá hỏa nhờ tôi và mọi người kiểm tra camera. Theo người chứng kiến vụ việc, đối tượng bắt cóc khá chuyên nghiệp. Hắn gọi điện bằng sim giác, mỗi cuộc chỉ dưới 15 giây. Nhân chứng cho biết, tối qua khoảng 50 đến 60 cảnh sát hình sự có mặt tại khu vực này. Họ làm công tác tinh thần cho gia đình, tránh kích động đối tượng. Về khoảnh khắc cứu cháu bé, nhân chứng kể mẹ của bé trai đã chuẩn bị tiền như theo yêu cầu của kẻ bắt cóc để trong một túi sách. Cuộc giao dịch diễn ra tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nhân chứng kể, khi đưa túi tiền, do bên trong túi có thiết bị định vị để lực lượng chức năng theo dõi, đến khoảng gần 5 giờ ngày 15 tháng 8, đối tượng bị bắt. Rất may bé trai hoàn toàn khỏe mạnh không bị thương. Vụ bắt cóc trẻ em ở Long Biên đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc, nghi phạm có thể bị xử lý như thế nào? Liên quan đến vụ việc trên, có thể thấy kẻ bắt cóc thực hiện hành vi phạm tội một cách táo tợn, liều lĩnh trên địa bàn thủ đô khiến dư luận phẫn nộ, nhiều người dân đề nghị xử lý thích đáng đối tượng bắt cóc trẻ em, làm bị thương cán bộ thực thi công vụ để đảm bảo tính gian đe. Vậy với hành vi bắt cóc trẻ em rồi tống tiền thì đối tượng trên sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo dõi vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng hành vi của đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều 169 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức, dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Đối với người dưới 16 tuổi, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì bị phạt tù từ 5 đến 12 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp tài sản bị chiếm đoạt có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, hành vi phạm tội dẫn đến hậu quả làm chết người thì bị phạt tù từ 15 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, kẻ phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản phải có đồng thời hai hành vi, bắt cóc con tin và đe dọa chủ tài sản để chiếm đoạt tài sản. Để đạt được mục đích chiếm đoạt kẻ phạm tội có hành vi tiếp theo là đe dọa người thân của con tin nhằm tạo ra tâm lý lo sợ cho người bị đe dọa, buộc họ phải thỏa mãn yêu cầu giam nộp tài sản nếu muốn tính mạng, sức khỏe của con tin được an toàn. Hành vi của người phạm tội được thực hiện với lỗi cố ý. Thời điểm tội phạm này hoàn thành được tính kể từ lúc người phạm tội có hành vi bắt cóc người khác làm con tin với mục đích để chiếm đoạt tài sản để đòi chuộc bằng tài sản. Hậu quả của tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc, tức là việc chiếm đoạt tài sản có được thực hiện chót lọt hay không, người phạm tội có nhận được tài sản hay không, không phải là dấu hiệu bắt buộc để xác định có cấu thành nên tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Chỉ cần người phạm tội đã có ý thức chiếm đoạt tài sản và đã thực hiện hành vi bắt cóc người khác làm con tin nhằm đạt được mục đích đó thì được coi là tội phạm đã hoàn thành. Bên cạnh đó, đối với vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi chuộc 15 tỷ đồng, cơ quan công an sẽ xem xét hành vi sử dụng súng của đối tượng nhằm chống trả lực lượng công an để xử lý theo quy định, luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an cho hay, thủ đoàn bắt cóc trẻ em hiện nay rất đa dạng, chúng có thể sử dụng những chiêu thức như phát hiện trẻ chơi một mình ngoài đường hay đi cùng bố mẹ ra nơi công cộng như siêu thị, trường học, bệnh viện, nhưng thoát ly người lớn. Đối tượng tìm cách tiếp cận, bắt quen rồi dùng những thứ hấp dẫn trẻ nhỏ như bánh kẹo, sách truyện, đồ chơi để câu nhừ, dụ dỗ trẻ em đi theo chúng. Giả danh người nhà của trẻ hoặc là người được bố mẹ trẻ nhớ đón để lừa giáo viên, lừa các cháu học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở để đưa đi. Vì vậy, theo Trung tá Hiếu, điều cốt lõi để bảo vệ trẻ em khỏi những mẹ mìn là việc giáo dục kỹ năng. Bố mẹ người thân thì không thể lúc nào cũng ở bên con để bảo vệ trông coi. Vậy nên việc xây dựng các tình huống tốt xấu giả định, từ đó dạy cách ứng xử và rèn luyện thường xuyên, để trẻ hình thành nên những kỹ năng đối phó trước nguy cơ bị bắt cóc là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuyệt đối không nên đưa lên mạng xã hội Facebook, Zalo những thông tin cá nhân của trẻ, địa chỉ cụ thể nơi con học, hay những hình ảnh có tính chất khoe khoang sự giàu có khá giả của gia đình. Vì hiện nay tội phạm thường tâm tia săn mồi ngay từ các trang Facebook. Trong trường hợp trẻ bị bắt cóc, cha mẹ cần hợp tác chặt chẽ với công an, không được tự ý làm bất cứ điều gì ngoài chỉ đạo, hướng dẫn của lực lượng phá án. Thưa quý vị, qua vụ việc trên có thể thấy hành vi bắt cóc chiếm đoạt trẻ em có thể xảy ra ở bất cứ đâu, với bất kỳ gia đình nào, với trẻ em ở mọi lứa tuổi. Chính vì vậy, gia đình và nhà trường cần trang bị cho trẻ những kỹ năng sống, tránh bị bắt cóc là vô cùng cần thiết. Quan tâm việc trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện và ứng phó trước những tình huống bất ngờ, nguy hiểm để trẻ có thể biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân khi không có người lớn bên cạnh. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.